Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi bản audio có tựa đề Cầm quỹ Forex, chiêu trò lừa đảo Forex. Trước khi đi vào những giá trị chia sẻ trong bản audio này, tôi xin được gửi đến nhà đầu tư những minh chứng bằng thực tiễn. Trên thị trường giao dịch Forex này, đi đến đâu chúng ta cũng gặp những kẻ nói rằng đang cầm quỹ Forex, cầm quỹ đánh nhàn hơn và giao dịch quỹ một cách rất là đơn giản và kiếm được tiền. Nhưng trên thực tế thì sao? Những kẻ cầm quỹ mà đi ra ngoài nói với cả nhà đầu tư thì hầu như đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm mà thôi. Chúng có chứng minh được thực tế rằng bản thân chúng có giao dịch được ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này hay không? Đó mới là thứ mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tiễn trên thị trường để nhà đầu tư nhìn nhận, nhà đầu tư đánh giá và nhà đầu tư thấy rõ được các vấn đề này khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Và bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ đây là cả một quá trình dài mà chính bản thân các nhà đầu tư cần phải kiểm chứng trên thị trường. Bởi vì rất nhiều kẻ trên thị trường nói rằng đang đánh cho quỹ hay cầm tài khoản quỹ thế này hay thế kia, và nhà đầu tư nên thận trọng để nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn là những người tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để thực tế hiểu được rõ về các giá trị trên thị trường, và đừng để những thằng lừa đảo bịp bợm nhà đầu tư. Và tôi xin được chia sẻ bản audio này, mời nhà đầu tư theo dõi. Cầm quỹ Forex, chiêu trò lừa đảo Forex. Thị trường Forex cứ há mồm ra là đang cầm quỹ Forex để giao dịch. Thực trạng này không phải xảy ra mới mà chỉ thời gian gần đây. Nó được bọn lừa đảo Forex từ các sàn Forex đểu. Chúng sử dụng rất nhiều và biến nó thành một công cụ đểu lừa đảo Forex với những nhà đầu tư Forex mới tham gia hoặc chưa am hiểu về thị trường Forex. Chẳng có một cái quỹ Forex nào cho người đang cầm quỹ Forex của họ ra ngoài mời chào. 1. Bán khóa học Forex. 2. Đi dụ các VTrade Forex. 3. Hay ủy thác Forex. 4. Cũng như tư vấn chiến lược Forex. 5. Ra ngoài phân tích xu hướng Forex cả. 6. Và mở tài khoản Forex dưới link môi giới của chính mình. Đó là những điều mà một nhà đầu tư Forex cần biết và hiểu rõ khi tham gia và tìm hiểu Forex. Và đây cũng là những nền tảng kiến thức cơ bản, sơ khai mà một nhà đầu tư Forex cần nắm để nhận thức được đúng khi muốn tìm hiểu và đánh giá về bất kỳ một ai đang chia sẻ Forex rằng họ đang cầm quỹ Forex. Những kẻ mượn danh cầm quỹ Forex toàn bọn lừa đảo Forex. Chúng dụ dỗ nhà đầu tư Forex ném tiền vào thị trường Forex này, chủ yếu là đưa về sàn Forex chúng đang làm môi giới để ăn ké nhà đầu tư Forex, rồi ăn chia trực tiếp với chính sàn Forex chúng đang làm với các tỷ lệ rất cao từ 40% đến 50% với sàn Forex chúng đưa nhà đầu tư Forex về mà chúng há mồm là đang cầm quỹ Forex tại đây. Cầm quỹ Forex theo chứng minh thực tế và sâu full lịch sử trên MT4 hay MT5 của bọn này thì tuyệt nhiên không một đứa cầm quỹ Forex nào dám chứng minh. Thứ mà bọn cầm quỹ Forex này dám chứng minh và chứng minh một cách nhiệt tình đó chính là 1. Đọc lệnh Forex. 2. Phân tích xu hướng Forex. 3. Đưa chiến lược Forex. 4. Hay gửi plan giao dịch Forex. 5. Rồi đọc lệnh Forex. 6. Chụp hình điện thoại demo để biểu nhà đầu tư Forex đó là tài khoản Forex Live. 7. Copy trade Forex. 8. Ủy thác Forex. Thì bọn này làm một cách nhanh chóng và thuần thục. Còn khi yêu cầu chứng minh thực tế giao dịch Forex Live trực tiếp trên MT4 và MT5, rồi sâu full lịch sử giao dịch Forex của chúng trong thời gian dài từ 6 tháng đến 1 năm, thì bọn lừa đảo Forex há mồm ra cầm quỹ Forex này lên mức tâm. Nhà đầu tư Forex nên cẩn trọng mà tìm hiểu về thị trường Forex. Đừng để bọn lừa đảo Forex chúng dùng xảo thuật là cầm quỹ Forex rồi dẫn nhà đầu tư Forex lao vào thị trường Forex, thì hậu quả là khôn lường. Những thằng giao dịch Forex bằng mõm thì đâu thể chứng minh thực tế được. Thị trường Forex, những kẻ giao dịch Forex bằng mồm và bằng mõm thì tuyệt nhiên sẽ không dám chứng minh thực tế bằng giao dịch Forex Live trên MT4 cũng như sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch Forex để mọi nhà đầu tư. Thì tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rõ được các vấn đề nạn trên thị trường, cũng như cho nhà đầu tư thấy rõ được các giá trị thực tiễn được minh chứng vào trong thị trường thực tế. Và bản thân chính các bạn là những người nhìn nhận, yêu cầu bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex này đều phải minh chứng vào trong thị trường thực tế và có chứng minh cụ thể, giống như bản thân tôi chia sẻ đến cho nhà đầu tư. Không có chuyện giao dịch được lại không chứng minh được, đây là điều mà nhà đầu tư cần phải biết.
Và trên thị trường giao dịch Forex này, nhà đầu tư nên thận trọng, đừng để bọn lừa đảo Forex trúng thuốc nhà đầu tư. Và tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này. Và cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.